kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Náo loạn, Nguyễn Phú Trọng nổi giận, tra còng khẩn 15 thanh tra, lãnh đạo. 25.000 tỷ đồng chia chác cả đường dây, dân tình khốn khổ vì Vạn Thịnh Phát. Thưa quý vị, quá bất ngờ, tham nhũng hiện nay đang ở mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến an ninh cũng như quyền lợi của người dân. Một vấn đề lớn nhất hiện nay phải giải quyết là làm thế nào và khi nào có thể hoàn thành công tác chống tham nhũng. Vì tham nhũng nhiều quá, ở khắp nơi, cả đại tham nhũng và tham nhũng vật. Vì vậy luôn luôn tồn tại các vây cánh lợi ích, không những tồn tại mà phát triển mạnh mẽ hơn. Vì vậy rất khó để lò của bác Trọng nóng rực, gom củi hết quan tham. Tình hình các thế lực lợi ích và sân sau còn rất phức tạp, lúc ẩn lúc hiện. Lãnh đạo không thể theo hết được. Bởi vậy mà nhân dân đang rất lo lắng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hưu, ai sẽ tiếp tục công cuộc phòng chống tham nhũng. Năm nay, Tổng Bí thư đã sấp xỉ tuổi Bác Hồ rồi. Vì vậy, một trong những sáng kiến hay nhất của Tổng Bí thư gần đây là cho thành lập 63 chiếc lò địa phương ở các tỉnh. Một số lò ở cấp tỉnh bùng lên rất rực rỡ do Ban chống tham nhũng cấp tỉnh quản lý. Mới đây, Lào Cai đã bắt giam 4 bị can, 2 phó chủ tịch tỉnh và 1 cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 1 phó giám đốc Sở Công thương do đã thông đồng với công ty Lilama. Trong tuần qua, đáng chú ý là hoạt động đốt lò tại các tỉnh Lai Châu, Bình Thuận và Ninh Thuận đang nở rộ. Bởi thế, thời gian gần đây, các lò chống tham nhũng ở địa phương đã hoạt động, đua nhau lập công. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ không độc quyền trong việc gom củi vào lò nữa. Hiện nay có 63 lò trên khắp cả nước tiếp sức thay cụ tổng. Hôm vừa rồi, lò Lai Châu gây chấn động, không phải là động đất như mọi khi, mà là bắt một lúc 15 quan thanh tra và lãnh đạo tham lam, các quan tham. Thanh tra và lãnh đạo một số ban ngành ở địa phương đã đưa hối lộ và nhận hối lộ. Ông Đỗ Lương Bằng đã nhận hàng trăm triệu đồng hối lộ, sau đó cùng Ngô Thị Dung thống nhất để chia số tiền trên cho các thành viên đoàn thanh tra. Cùng ngày, cơ quan công an Lai Châu đã tạm giữ và khám xét khẩn cấp 6 thành viên trong đoàn thanh tra của tỉnh Lai Châu. Thanh tra thì chỉ có nhận hối lộ chứ không có tiền để hối lộ. Họ có quyền bắt khuyết điểm của người khác và nếu bỏ lọt thì họ được tiền. 6 người trong đoàn thanh tra bao gồm Ngô Thị Dung, 54 tuổi, trưởng đoàn và 5 thành viên khác là Đỗ Lương Bằng, cán bộ thanh tra tỉnh, thư ký đoàn thanh tra và các thành viên thanh tra của tỉnh là Lê Mạnh Cường và Vũ Thành Vận. Bắt thêm Lò Văn Ngọc, cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phạm Trọng Thứ, 50 tuổi, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường. Công an Lai Châu cũng bắt giữ 9 người về hành vi đưa hối lộ, gồm Tống Văn Hoàn, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Tè và Nguyễn Văn Hồng, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn. Đấy đúng là tham nhũng vặt của quan tham. Ở miền núi phía Bắc, 9 ông trưởng ban quản lý rừng phòng hộ đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để hối lộ đoàn thanh tra tỉnh với mục đích xin giảm bớt tội phạm, bởi vì kiểm lâm đã trở thành lâm tặc. Miệng thì hát rừng ơi ta đã về đây, nhưng mà âm thầm đốn gỗ quý rồi móc ngoặc với lâm tặc để chuyển gỗ về xuôi chót lọt. Cách đây hơn một tháng, những người quản lý rừng phòng hộ ở các huyện đã chuyển cho Đỗ Lương Bằng của đoàn thanh tra tỉnh một số tiền hàng trăm triệu đồng. Sau đó Bằng và Ngô Thị Dung thống nhất chia số tiền trên cho tất cả các thành viên đoàn thanh tra. Với sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Trọng, lần lượt thanh tra các tỉnh lũ lượt vào lò. Ông Trọng giải thích rằng thanh tra chính là một trong những thành viên tích cực nhất để chống tham nhũng. Chống tham nhũng mà lại đi tham nhũng, tôi xử trước tiên. Bác Trọng tuyên bố như vậy. Thanh tra mà nhúng chàm thì làm sao mà thanh tra được? Hồi tháng 10 năm 2022, cơ quan công an đã khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại tập đoàn đầu tư An Đông, một công ty con của Vạn Thịnh Phát. Cũng thời gian ấy, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngoài bà Lan còn khởi tố các bị can Trương Huệ Vân, tổng giám đốc tập đoàn quản lý bất động sản Windor và Hồ Biểu Phương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán Tân Việt. Kết quả điều tra cho thấy các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành trái phiếu, trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân. Một tin tức rung chuyển cả ngành thanh tra. Rất may mắn là đã được Tổng Bí thư chấn chỉnh, gần đây đã có thanh tra thật, ăn thật, làm thật, chứ trước đây là thanh tra giả. Mà câu chuyện nổi tiếng nhất là biệt phủ của ông Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Truyền. Những cơ quan tham gia đốt lò chống tham nhũng mà lại tham nhũng, đã nhúng chàm thì làm sao mà chống tham nhũng được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất hiểu nội tình của các cơ quan tham gia, nên đã rất nhiều lần ông Trọng nhấn mạnh, những ai ở trong cơ quan phòng chống tham nhũng mà vi phạm, tôi xử lý trước. Và việc ông Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố và bắt tạm giam vừa qua là một minh chứng rõ ràng. Bị bắt giam và khám xét đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, về tội nhận hối lộ. Đây là một siêu dự án chứ không phải là một dự án bình thường. Một dự án 25.000 tỷ đồng tại Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và số tiền cực khủng 10.000 tỷ đồng tiền của Vạn Thịnh Phát đã giao cho Nguyễn Cao Chí cùng hội cùng thuyền với Ngọc Ánh và Trần Văn Minh. Trần Văn Minh thì đã ra đi do dự án liên quan đến Vạn Thịnh Phát nên công an phát hiện rất nhanh. Nguyễn Cao Chí đã bị bắt vào giữa tháng 1 năm 2023 trước khi ông Bảy Phúc rời ghế chủ tịch nước.
Sau đó hơn một tháng thì ông Trần Văn Minh cảm thấy mình sẽ bị liên lụy, các cơ quan chức năng sẽ sờ đến mình, nên ông đã ra đi và bây giờ thì đến lượt Ngọc Anh. Dự án này rất lớn, 10.000 tỷ đồng của Vạn Thịnh Phát, một khu đất rộng 3.600 ha, có thể thấy trước bản án dành cho Ngọc Ánh sẽ rất thích đáng, đó là hàng chục năm tù. Lần này đoàn thanh tra của chính phủ đã làm thật, những sai phạm trong quản lý sử dụng đất, giao rừng tại một trong những dự án lớn ở tỉnh Lâm Đồng. Điều đặc biệt về Ngọc Ánh là ông đứng đầu một cơ quan chống tham nhũng, là thành viên của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh, gọi là một trong gần 70 chiếc lò địa phương. Tổng Bí thư Trọng đã giao trọng trách đốt lò ở tỉnh Lâm Đồng cho Ngọc Ánh, nhưng bản thân Ngọc Ánh lại tham nhũng, thế thì chống tham nhũng thế nào được? Dư luận đã chứng kiến nhiều cuộc họp của Ban Phòng chống tham nhũng, bác Trọng thường xuyên nhắc nhở ở những hội nghị, nếu chống tham nhũng mà nhúng chàm thì tôi xử đầu tiên. Chúng tôi để ý thấy nhiều ông ngồi họp mà mặt xanh như tàu lá, có tật giật mình thôi. Nếu ông nhúng chàm, phải nói hàng trăm, hàng nghìn như ông Nguyễn Sinh Hùng đã từng nói, nếu kỷ luật hết thì lấy ai làm việc với mình. Thực tế là vậy, chỉ có điều trường hợp của Ngọc Ánh là vụ bê bối vô cùng lớn nên phải xử trước để làm gương. Đứng đầu cơ quan thanh tra tỉnh và thành viên quan trọng của Ban Phòng chống tham nhũng tỉnh, giờ đây đối diện với bản án hơn 20 năm tù. Cách đây không lâu, một quan thanh tra khác đã ra đi, quan thanh tra ở cấp trung ương. Ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã qua đời. Theo báo cáo của bác sĩ Lê Cao Phương Duy, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Minh đã được đưa tới bệnh viện sáng ngày 4 tháng 3 nhưng không qua khỏi. Từ trước đến nay rất nhiều những câu chuyện như vậy, nhưng người dân vẫn nghi ngờ mà không thể nào làm sáng tỏ. Đột quỵ và bệnh lạ nhiều khi là vỏ bọc. Đang khỏe mạnh thế mà ông Phạm Quý Ngọ, ông Nguyễn Bá Thanh và ông Trần Đại Quang bỗng nhiên đổ bệnh và ra đi vội vàng. Bệnh tật của các quan chức cao cấp là một bí mật quốc gia. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tự ý ăn tiền cho 15 thủy điện xả lũ ồ ạt xuống miền Trung, giúp mỹ nhân đào tẩu cho quý tử lên làm xếp. Lần đầu tiên Tổng Trọng ôm đầu bàn án khủng. Thưa quý vị, việc một cựu bộ trưởng bị tuyên án tới 11 năm tù cho thấy mức độ sai phạm có thể chất thành núi, bởi ông Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Bộ Công Thương, đã làm nên một cơn địa chấn chưa từng có. Dính từ đại án Đinh La Thăng, dính qua cấp dưới là bà Nguyễn Thị Kim Thoa đã bỏ trốn, mà lớn nhất phải kể đến việc ông bổ nhiệm con trai thần tốc, con trai lên làm chủ tịch công ty nhà nước khi mới 28 tuổi đã gây nhiều tranh cãi, tới mức phó thủ tướng nhiều lần ra công văn yêu cầu làm rõ. Thế là lò bác Trọng phải đi vòng tròn từ hai người đồng môn là Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, rồi mới tới trùng cuối là Vũ Huy Hoàng. Đã nói đến khi lĩnh án tù vẫn nói vì danh dự nên mới tới, còn quý tử vẫn giàu ngất ngường với lương khủng. Và rất nhiều góc khuất phía sau chiếc ghế nóng sẽ được chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Vào quý 2 năm 2017 và song trùng với vụ Đinh La Thăng bất ngờ bị loại khỏi bộ chính trị, trường hợp Vũ Huy Hoàng đang được lò bắt Trọng lôi ra. Những sai phạm lớn nhất của Vũ Huy Hoàng được mổ xẻ theo thứ tự là ký luân chuyển Trịnh Xuân Thanh về tỉnh Hậu Giang làm phó chủ tịch như một cách thức để thanh thoát nạn vụ gây lỗ hơn 3.200 tỷ đồng tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc để ít nhất 7 dự án ngàn tỷ thuộc ngành công thương bị thua lỗ và phải chu mền, bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải tham gia hội đồng quản trị Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco để bầu làm thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc Sabeco khi mới 28 tuổi. Những dẫn chứng điển hình về nạn lãng phí là nhà máy sơ sợi 7.000 tỷ đồng ở Hải Phòng đắp chiếu và dự án nhà máy lên đến 8.104 tỷ đồng nằm phơi mưa nắng của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên Tisco. Con số 15.000 tỷ đồng bốc hơi lên trời của các dự án lãng phí có thể xây được vài chục trường học khang trang hoặc hàng trăm trạm xá cùng vô số nhà tình thương. Không chỉ tiếp tay phá nát kinh tế, sai phạm của ông Hoàng còn vượt xa khi gián tiếp gây ra khủng hoảng về xã hội. Vào cuối năm 2013, một vụ việc khủng khiếp mà đã hoàn toàn chìm xuồng là cú xả lũ đồng loạt của 15 nhà máy thủy điện của EVN ở miền Trung đã đến với 50 người nghèo nơi rốn lũ. Tất cả đều biết cấp trên trực tiếp của các nhà máy thủy điện là EVN, còn thủ trưởng trực tiếp của EVN là Bộ Công Thương. Vì sao là Vũ Huy Hoàng? Vận mệnh Vũ Huy Hoàng nguy cấp khi ngay cả một cựu ủy viên Bộ Chính trị là Đinh La Thăng mà còn bị bắt và do đó đã phá vỡ tiền lệ ủy viên Bộ Chính trị không thể bị tống giam, tín hiệu và cũng đồng thời mang tính thông điệp rõ nhất và gần nhất là ngay vào đầu năm 2018, song trùng với thời gian phát lệnh truy nã đối với Thượng tá Tình báo Công an Phan Văn Anh Vũ, Thanh tra Chính phủ bất ngờ công bố kết luận thanh tra về gần 15.000 tỷ đồng sai phạm và thất thoát tại Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, trực thuộc Bộ Công Thương và thời kỳ từ năm 2010 đến năm 2015 lại thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Trong suốt một thời gian dưới thời chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Huy Hoàng phụ trách Bộ Công Thương, cơ quan chủ quản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Cũng vào thời gian trên, ông Đinh La Thăng phụ trách PVN, còn ông Trịnh Xuân Thanh là tổng giám đốc một công ty thành viên của PVN là PVC. Tuy chưa công bố chính thức, nhưng tình trạng hàng loạt quan chức
Dầu khí bị bắt trong năm 2017 đã cho thấy PVN chính là một đại án mà Tổng Bí thư muốn nhắm đến. Cho tới nay, đã như hình thành một trục trong đại án trên, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng. Vào tháng 5 năm 2017, dư luận chợt ồn ào vì vụ cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng xin vào khu cách ly sân bay quốc tế Nội Bài nhưng không được. Khi đó, rất nhiều dư luận cho rằng ông Hoàng có kế hoạch tiếp bước Trịnh Xuân Thanh ra đi tìm đường cứu nước. Chắc hẳn sau vụ ồn ào trên, ông Vũ Huy Hoàng đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, mà trong thực tế ai cũng biết nó là giam lỏng. Phiên tòa xử vụ Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đã được tổ chức nhanh kỷ lục. Riêng với Đinh La Thăng, toàn bộ quá trình hoàn tất kết luận điều tra của Bộ Công an chỉ có 11 ngày, còn cáo trạng của Viện Kiểm sát tối cao còn kỷ lục hơn cả thế, 6 ngày. Thế là đến tháng 9 năm ngoái năm 2021, dù được hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, mắc bệnh nặng, có nhiều thành tích, nhưng cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vẫn bị phạt 11 năm tù, mức án cao nhất so với khung đề nghị của Viện Kiểm sát. Ông Vũ Huy Hoàng cho rằng mình hầu tòa khi tuổi cao sức yếu là vì danh dự của một con người. Một Facebooker nói rằng, nếu vì danh dự, tại sao khi được giao chức Bộ trưởng Bộ Công Thương lại để xảy ra hàng loạt sai phạm dưới thời ông nắm quyền? 10 ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, ông Hoàng đã có những chỉ đạo gây thiệt hại 2.700 tỷ cho ngân sách chung khi bán rẻ hơn 6.000 m2 đất vàng cho tư nhân. Ông biến một doanh nghiệp đang ăn nên làm ra của nhà nước trở thành doanh nghiệp ăn nên làm ra của tư nhân với giá khuyến mãi. Ông Hoàng nhận được gì sau những quyết định thiệt hại nghìn tỷ? Thân từng là bộ trưởng, lẽ nào ông Hoàng không biết việc ra tòa theo triệu tập là một loại trách nhiệm? Nếu không đi, cũng sẽ bị bế đi. Chẳng có danh dự nào được thể hiện khi ông đi hầu tòa cả. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của ông. Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa vốn là cặp đôi ở Bộ Công Thương trong những năm 2007-2016. Ông Hoàng về hưu vào tháng 4 năm 2016. Nhưng bà Thoa là Thứ trưởng Bộ Công Thương từ năm 2010 đến năm 2017. Và từng là Tổng Giám đốc Công ty Bóng Đèn Điện Quang, thanh thế lừng lẫy trong giới đại gia thời đổi mới. Bà Thoa bị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách chức Thứ trưởng vào ngày 16 tháng 8 năm 2017 vì liên quan đến vụ truy tố Trịnh Xuân Thanh. Những vi phạm này liên quan đến vụ án khu đất vàng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh của Tổng Công ty Sabeco, bia rượu nước giải khát Sài Gòn. Ngoài ra, bà Thoa còn có những vi phạm khác trong việc thực hiện cổ phần hóa công ty, cổ phần Bóng Đèn Điện Quang và kê khai tài sản thu nhập không đúng quy định, có nghĩa là giấu giếm. Điều đáng nói là sau khi công an khởi tố mới khám phá ra, bà Thứ trưởng đã cao bay xa chạy. Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, tháng 11 năm 2016, ông Vũ Huy Hoàng đã bị Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức, trong đó có sai phạm trong việc bổ nhiệm thần tốc con ruột là Vũ Quang Hải. Như đã đưa tin, các quyết định bổ nhiệm đối với ông Vũ Quang Hải, con trai cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Năm 25 tuổi, ông Hải giữ cương vị Tổng Giám đốc PVFI, sau đó ông Hải được điều chuyển về Bộ Công Thương. Tiếp tục được bổ nhiệm làm hàm Phó Vụ trưởng trước khi về Sabeco, làm thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Sabeco. Trao đổi với báo chí về vụ việc trên, cả nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, nguyên Chủ tịch Sabeco Phan Đăng Tuất và ông Vũ Quang Hải đều từng khẳng định việc bổ nhiệm hoàn toàn đúng quy trình và không có chuyện bố bổ nhiệm con. Trong một văn bản trả lời, VAFI hồi giữa tháng 8, Bộ Công Thương cho biết, việc cử và giới thiệu ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn, Ủy viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc PVFI là đúng quy định tại quy chế quản lý người đại diện của PVFC. Quá trình bổ nhiệm ông Hải tại Sabeco cũng được Bộ Công Thương nhận định là đúng quy trình, thủ tục. Tuy nhiên, liên quan đến việc tiếp nhận, cử làm kiểm sát viên và bổ nhiệm hàm phó bộ trưởng đối với ông Vũ Quang Hải, Bộ Công Thương cho biết vẫn còn sai sót, đến mức Phó Thủ tướng nhiều lần yêu cầu làm rõ bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải. Với quỹ lương khủng, Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco đã trả khoản lương thù lao cao ngất ngưỡng cho ông Vũ Quang Hải. Như vậy, mức lương năm 2016 của ông Vũ Quang Hải dự kiến sẽ nhận là 1,195 tỷ đồng và tổng thu nhập năm có thể đạt khoảng 1,44 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã đón xem, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin mới nhất. Làm vì cái chung sao phải sợ? Thưa quý vị và các bạn, làm vì cái chung không tư lợi mà cán bộ không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, để dân khổ là vấn đề quá lớn cho phát triển. Trong cuộc họp cộng tác viên mới đây do trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, không ít các cựu lãnh đạo đã bày tỏ tâm tư về những khó khăn và công việc hướng tới của thành phố. Ai cũng đầy tâm sự nặng lòng về những trì trệ, bừa bộn của thành phố Hồ Chí Minh, nơi là đầu tàu kinh tế của cả nước, nơi thử nghiệm những cải cách từ dưới lên và nơi đang giảm tốc tăng trưởng kỷ lục sau nhiều năm. Trong số các ý kiến đầy chân thành, tâm huyết có góp ý rất đáng chú ý của giáo sư Phan Xuân Biên, nguyên trưởng ban tuyên giáo thành ủy, người có nhiều năm cống hiến cho sự phát triển của thành phố. Ông Biên không nêu lại hoàn cảnh khó khăn và những lý do của nó. Ai cũng biết rồi, tỉnh nào cũng có khó trong đại dịch, sau đại dịch.
mà ông phát biểu ôn lại chuyện xưa của thành phố, nào bao vây cấm vận, nào sai lầm cải tạo công thường, nào ngăn sông cấm chợ, nào chuyện toàn dân ăn bò bò trong khi lúa chín rục trên đồng. Tôi ngồi ở dưới nên biết mọi người xì xào, nhắc lại những chuyện đầy khó khăn đã trải qua lúc đó khi nghe ông Biên ôn lại chuyện cũ. Ai được mấy mét vải, ít tem phiếu cũng phải bán đi mà đong gạo cầm hơi. Có người còn nhại lại câu trong chuyện Kiều, bắt phanh trần phải phanh trần, cho may ô mới được phần may ô. Vậy mà rồi thành phố không những thoát ra được hoàn cảnh ngặt nghèo đó mà còn đóng góp vào đường lối đổi mới của cả nước. Mà hồi ấy không thấy ai sợ cả. Bà Ba Thi tìm cách lách quy định để mang gạo với giá thị trường về cứu đói cho dân, còn ông Võ Văn Kiệt thì động viên, chị cứ làm, nếu bị tù thì tôi đi được cơm. Lúc đó những cán bộ có tinh thần đổi mới bị kiểm tra, thậm chí có người còn bị quy kết sắc mùi tư bản là chệch hướng rất nặng nề. Vậy mà sao hồi đó không thấy ai sợ nhỉ? Tôi chợt nhớ lại giải nhất trong cuộc thi viết bút ký gần đây do Hội Nhà văn thành phố và quận 5 tổ chức, viết về một tấm gương xé rào. Ông Ba Toàn, Lâm Tư Quang, nguyên là giám đốc đầu tiên của xí nghiệp thực phẩm Cầu Tre. Ông vừa mới mất rồi. Hồi đó do thiếu vật tư, đơn hàng, thị trường nên ông móc nối với tư sản bên ngoài để duy trì hoạt động của nhà máy đã chìm sâu vào đình trệ. Khi có đoàn trung ương vào kiểm tra, chuẩn bị quy kết là trái với chủ trương, đường lối thì các lãnh đạo thành phố như ông Nguyễn Văn Linh, ông Mai Chí Thọ chạy cả đêm xuống tận nhà máy tìm cách báo cáo với đoàn kiểm tra để bảo vệ ông Ba Toàn. Có một thời khó khăn cùng Kiệt, nhưng sao mọi người đồng lòng bảo vệ nhau vượt qua khó khăn đến thế? Thành phố giờ đây cũng đầy khó khăn ách tắc. Trong dịch thì tang thương như vậy, sau dịch thì đính đốn như vậy. Tăng trưởng kể từ đổi mới chưa bao giờ thấp như hiện nay. Hôm đó ông Phan Xuân Biên khẳng định, niềm hy vọng nên đặt vào sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cơ sở. Mà dám làm là vì sự phát triển chung thiết thực, không thể ngồi xuông nhìn nhân dân khốn khổ. Tinh thần đó chính là sức mạnh của thành phố này. Bên dưới mọi người ngồi nghe, chụm đầu bàn tán bảo ông nói đúng, nhưng cũng có người bột miệng nói nhỏ. Xưa khác, nay phức tạp hơn. Tôi mà làm giám đốc CDC thì cũng vào lọ rồi. Dịch bệnh ập đến, cơ chế rắc rối nhưng phải quyết, phải ký, phải làm ngay. Mà làm xong thì cái phong bao biếu xén đã trở thành thông lệ. Nó đến là mình thấy bình thường, dễ vi phạm. Nhưng nói gì thì nói, cái văn hóa phong bao đấy thật khó biện minh. Và giờ thì nỗi sợ và cơ chế, chính sách rắc rối khiến nhiều người chùn bước không dám làm. Họ ngồi im, thủ thế. Từ đó mà làm cả thành phố án bình. Từ đó mới sinh ra đủ thứ kỳ quặc xưa nay chưa có bao giờ. Bệnh viện thiếu thuốc, người bệnh tự chữa trong khi tiền công quỹ đầy kho mà lĩnh vực nào của thành phố cũng đình trệ. Nhưng nói cho cùng, xưa bà Ba Thi, ông Ba Toàn và nhiều người khác nữa không sợ, dám làm vì họ không tính lợi ích riêng tư, họ đặt lợi ích nhân dân lên trên tất cả. Họ không tính toán cho cá nhân quá nhiều, họ đặt số phận của mình vào với số phận của nhân dân khốn khó. Khi đó họ tạo thành niềm tin của tập thể, tạo nên sức mạnh bứt phá ngoạn mục. Tinh thần đó của những lãnh đạo, công chức của chính thành phố chưa có phải đâu xa lạ. Nó giúp thành phố trỗi dậy với đầy sinh lực, nó giúp tạo ra những đột phá của đổi mới của cả đất nước. Những bài học đó ai cũng biết, nó mới đây thôi, chứ có phải xa xôi gì. Xuân Bắc, từ cậu sinh viên nghèo khó trở thành danh hài MC đình đám hàng đầu Việt Nam. Nghệ sĩ Xuân Bắc tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Bắc, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1976, là một diễn viên truyền hình, diễn viên sân khấu và là người dẫn chương trình nổi tiếng. Hiện anh đang làm phó giám đốc nhà hát kịch Việt Nam. Diễn viên Xuân Bắc nổi tiếng với khán giả truyền hình qua bộ phim Sóng ở Đáy Sông với nhân vật núi. Anh còn là MC năng động, hoạt bát của nhiều chương trình truyền hình, nhất là gala Gặp Nhau Cuối Năm, Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Dàn nghệ sĩ cùng thời với Xuân Bắc có thể kể đến là nghệ sĩ Hải Tự Long, Chí Trung, Vân Dung, Quốc Khánh, Quang Thắng, Nghiệp Gà. Khi họ là những nghệ sĩ được yêu thích qua chương trình Gặp Nhau Cuối Năm, năm 1998, Xuân Bắc tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam. Năm 2000, anh tham gia vào vai núi trong bộ phim truyền hình dài tập Sóng ở Đáy Sông. Vai diễn này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Anh cũng được đài truyền hình mời làm MC. Không lâu sau, anh trở thành cây hài ăn khách nhất của chương trình truyền hình Gặp Nhau Cuối Tuần, phát sóng hàng năm trên VTV3. Xuân Bắc chính là gương mặt không thể thiếu trong dàn táo của gala này. Ngày 30 tháng 11 năm 2010, nghệ sĩ Xuân Bắc được chọn làm đại sứ thiện chí của UNICEF về nước sạch và vệ sinh môi trường. Tháng 9 năm 2016, nghệ sĩ Xuân Bắc được bổ nhiệm làm phó giám đốc nhà hát kịch Việt Nam. Bên cạnh việc xuất hiện trên sân khấu, Xuân Bắc còn tham gia vào các hoạt động đoàn thể. Anh đã được trao tặng danh hiệu thanh niên ưu tú thủ đô. Ngày 10 tháng 1 năm 2016, nghệ sĩ Xuân Bắc được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Ngoài là một diễn viên, nam danh hài khi nói về Xuân Bắc, người ta nhớ ngay đến những chương trình mang thương hiệu của riêng anh với các vai diễn và danh tính để đời. Đầu tiên phải kể đến vai diễn Nam Tào trong Gặp Nhau Cuối Năm.
Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đã gắn bó với sân khấu Gặp Nhau Cuối Năm được 18 năm. Khán giả truyền hình có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên vai diễn Nam Tào của Xuân Bắc trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. Gặp Nhau Cuối Năm hay còn được gọi là chương trình Táo Quân, một chương trình truyền hình được phát sóng vào 20 giờ ngày cuối năm âm lịch trên VTV, SD và HD của Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là một chương trình truyền hình phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, được đông đảo khán giả yêu thích và được coi là một chương trình truyền thống của năm mới âm lịch trên truyền hình. Trong chương trình này, vai Nam Tào của Xuân Bắc luôn sánh đôi với Bắc Đầu do Công Lý thủ vai. Cả hai vai Nam Tào và Bắc Đầu từng khiến tất cả khán giả cười khi chọc ghẹo hoặc tạo tình huống giờ khóc giờ cười cho các táo lên trầu. Còn Quốc Khánh chuyên thủ vai Ngọc Hoàng, nghiêm nghị nhưng hài hước. Ngoài ra, Xuân Bắc còn ghi ấn tượng trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2. Là một nghệ sĩ hài và vô cùng hoạt ngôn, nên bố con Xuân Bắc chính là điểm thu hút khán giả truyền hình của chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2. Nhiều khán giả đánh giá nếu thiếu đi cặp đôi bố con Xuân Bắc bị béo, tiếng cười trong Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2 sẽ giảm đi một nửa. Bộ đôi này luôn là trung tâm tạo nên những câu nói hài hước, độc đáo khiến khán giả cười chảy nước mắt. Kết thúc chương trình, Xuân Bắc lại khiến người xem xúc động với bức thư dành cho con trai của mình. Sau đó Xuân Bắc lại làm giám khảo, MC của chương trình Ôm Rời Cậu Đây Rồi. Sau giám khảo Hoài Linh, Xuân Bắc tiếp nhận vị trí vừa là MC vừa là giám khảo. Anh đã thể hiện tốt vai trò MC cũng như cứu những pha khó đỡ trên sân khấu của các nghệ sĩ như Trấn Thành, Việt Hương, Mạc Văn Khoa. Ngoài những tiếng cười mà chương trình mang đến ở đây, chúng ta cũng thấy được những thông điệp tốt đẹp mà những người nghệ sĩ gửi gắm qua những phân tích nhận xét của nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc. Không chỉ vậy, anh còn ghi dấu ấn với hàng loạt chương trình truyền hình thuộc VTV như Hỏi Xoáy Đáp Xoay trong vai trò Chuẩn Xoáy. Chương trình thực tế Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim, Vũ Điệu Tuổi Xanh, Đội Hình Bắt Chữ. Phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng một người phụ nữ. Hậu phương có vững chắc thì bước tiến mới càng ổn định và đi xa. Xuân Bắc rất được yêu quý, vì vậy người vợ đứng sau thành công của anh cũng rất được quan tâm. Đó chính là chị Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1982, làm giảng viên khoa sân khấu của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Ít ai biết được rằng bà xã của Xuân Bắc từng được khán giả nhớ đến qua cái tên Tạ Thị Lạng. Vào năm 2004, chị cùng Xuân Bắc tung hứng khá ngọt với tiểu phẩm hài mang tên Tỏ Tình Qua Điện Thoại trong chương trình Gala Cười. Trong tiểu phẩm đó, Xuân Bắc hóa thân thành anh chàng si tình nhưng lại nhát gái, vô cùng yêu mến cô gái tên Lạng nhưng lại không dám tỏ tình em. Chỉ sau khi quân sư tự lòng giúp thì anh mới dám dấn thân đi gặp người đẹp. Đấy cũng là tiểu phẩm mang ý nghĩa với Xuân Bắc, bởi 2 năm sau đó anh và Hồng Nhung về chung một nhà. Hồng Nhung là người phụ nữ quyền lực, luôn là người quán xuyến toàn bộ gia đình, giúp chồng yên tâm với những chuyến công tác dài ngày. Đặc biệt chính Danh Hải tiết lộ rằng sức ảnh hưởng của chị ghê gớm tới mức dù có đi ra ngoài làm việc căng thẳng thế nào đi chăng nữa, khi về nhà thấy vợ mình cười là mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Không chỉ vậy, anh khẳng định những quyết định của anh đều có sự can thiệp khích lệ của bà xã. Tuy nhiên, vào thời điểm Xuân Bắc lấy vợ thì cũng đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng anh lấy vợ vì tiền, bởi Hồng Nhung khi đó là con gái của một gia đình giàu có thuộc hàng đại gia tại Hà Nội, là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Bố mẹ chị là đại gia buôn đồ điện tử nổi tiếng của đất Hà Thành từ những năm về trước, nhưng sau tất cả, mái ấm hạnh phúc của cả hai chính là sự phủ nhận dành cho những tin đồn này. Cô có sức ảnh hưởng lớn đối với những quyết định của nghệ sĩ Xuân Bắc. Cô luôn là người động viên và khuyên chồng có những quyết định sáng suốt. Kết tinh tình yêu của Xuân Bắc và vợ chính là hai nhóc tì đáng yêu Bi Béo và Minh Lợn. Nếu Minh Lợn có ngoại hình khá giống bố, cặp kính cận, nhìn khá tri thức, thì Bi Béo hay còn có tên gọi là Nguyễn Nhật Võ Nguyên lại chính là cậu bé gây sốt trên truyền hình khi cùng bố tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2. Ngoài vai trò là một diễn viên, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc góp mặt trên truyền hình với nhiều vị trí vai trò khác nhau. Vì vậy, khối tài sản mà anh tích góp cũng là một trong những vấn đề người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Nghệ sĩ Xuân Bắc là một trong những nhân vật có mặt trong danh sách các sao nam VBiz giữ khối tài sản cực khủng. Theo đó, từ nhiều năm trước, anh đã là một nghệ sĩ hài thành công nổi tiếng tại Việt Nam. Năm 2015, Xuân Bắc nhận các cát 8 tỷ đồng sau khi đồng ý những bản quyền hình ảnh của mình và game show Đội Hình Bắt Chữ. Cũng nhờ nguồn thu nhập khủng từ các hoạt động nghệ thuật đã giúp cho Xuân Bắc tích góp được một khối tài sản đáng kể. Năm 2018, Xuân Bắc từng khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ biệt phủ hoành tráng rộng lớn tại ngoại ô Hà Nội. Biệt phủ này được nam danh hài xây dựng khá lâu và tách biệt hoàn toàn với không gian nhộn nhịp, huyền áo nơi phố thị, đa phần diện tích được dùng làm sân vườn, trồng cây, tạo hình non bộ, phủ cỏ xanh tạo cảm giác mát mẻ. Căn nhà chính được xây dựng theo kiến trúc thuần Việt với mái ngói đỏ tươi, không gian mở, gần gũi với thiên nhiên, được thiết kế 2 tầng và xây dựng hoàn toàn bằng gỗ.
gian nhà chính còn có tầng hầm khá độc đáo. Bên cạnh căn nhà chính, nam nghệ sĩ còn cho xây dựng nhiều ngôi nhà nhỏ khác trong khuôn viên. Ý tưởng này bắt nguồn từ bộ phim mà anh yêu thích là Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên. Ngoài ra, căn biệt thự có bốn mặt đều là gỗ tự nhiên, có hiên nhà để ngồi thư giãn. Tại khu sân vườn, Xuân Bắc còn xây dựng một hồ cá koi rộng lớn, bao quanh ngôi biệt phủ được nam danh hài lớp đá lớn và phủ lên đó là cỏ xanh. Anh còn trồng nhiều cây xanh để tạo không gian mát mẻ, hệt như một resort 5 sao. Với diện tích khủng, bên cạnh khu vực nhà ở, Xuân Bắc còn cho thiết kế một sân vườn rộng rãi và thoáng đãng. Không gian sân vườn là nơi gặp gỡ bạn bè những dịp lễ Tết cuối tuần của gia đình nghệ sĩ. Anh còn trồng nhiều loại hoa, cây cảnh và cây ăn quả để tạo thẩm mỹ, bóng râm cũng như thu trái ngọt mỗi dịp đến mùa. Nhờ sự chăm sóc tận tình của gia chủ mà các loại cây ăn quả trong vườn đều tươi tốt, ra hoa và trái đều đặn. Cứ đến mùa gia đình Xuân Bắc lại rủ nhau ra vườn thu hoạch để về thưởng thức. Không chỉ có cây ăn quả, sân vườn của Xuân Bắc còn ngập tràn màu sắc của các loại cây và hoa cảnh. Mỗi khu vực, anh lại cho trồng những loại cây hoa khác nhau để tô điểm cho khu vườn của mình thêm sống động và đẹp mắt. Một số loại hoa được Xuân Bắc và gia đình ưa thích như hoa hồng, hoa đào, hoa thiên lý. Trước khi sở hữu căn biệt thự rộng lớn, được biết gia đình Xuân Bắc từng sống tại một căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Nhưng dẫu ở đâu, với mỗi người, ngôi nhà vẫn luôn là nơi bão giông phải dừng sau cánh cổng. Sau này, dù sống trong biệt phủ, nhưng Xuân Bắc chưa một lần nói về sự giàu có của mình. Anh thường né tránh những câu hỏi liên quan đến cuộc sống riêng. Muốn biết thực hư về tin đồn tôi giàu ư, tốt nhất là hỏi cơ quan thuế, thu nhập cá nhân tôi đóng thuế rất đầy đủ. Còn tôi làm việc chăm chỉ và thành quả từ công việc khiến tôi cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nếu không bận bịu, tôi sẽ ốm ngay, theo đúng nghĩa đen của từ này, Xuân Bắc chia sẻ.